Vào một ngày, người dân trên thế giới phát hiện được một thể siêu việt tồn tại cơ bản hơn cả nguyên tử trong vật chất, nó tạo nên cảm xúc, ký ức và những thứ phức tạp khác, nó được gọi với cái tên là logic, nhờ logic mà các vị thần tồn tại ở thế giới khác lại xuất hiện được ở thế giới thực. Tất cả là để chuẩn bị cho cuộc chiến vì sự tồn vong của các thế giới. Quay về hiện tại, ngay trên bầu trời của một thành phố đột nhiên xuất hiện một pháp trận. Ta lúc này gặp nhân vật chính của chúng ta, Iosi, cậu sống chung với bố và em gái Siori. Mẹ của hai anh em mất sớm nên bố phải một mình nuôi cả hai anh em ăn học. Siori tố cáo là ban nãy bắt gặp anh trai đêm qua không ngủ mà lén lút làm gì đó. Cô bé nghĩ là anh trai lén xem thứ đổi trị nhưng bố lại cho rằng con trai tuổi này như vậy là bình thường. Họ sau đó nghe thông báo về thảm họa cấp 3. Ioshi đột nhiên lo lắng mà chui xuống bàn trốn, nhưng em gái và cha cậu thì vẫn thản nhiên do thảm họa cấp độ 3 không quá lớn, trong lúc đó ở bên ngoài. Một vài cô gái đang ra sức chiến đấu với một con quái vật, một cô gái áo đen vừa bị thương thì đã có một cô gái áo hồng đến chữa thương đúng lúc này thì con quái vật đã ở phía sau nên một cô gái cầm kiếm đã lao đến tung một nhát kết liễu nó con quái vật sau đó trở lại thành một con người và một con chó thảm họa đã được giải quyết quay lại với gia đình yoshi cha đã về phòng nên siori đã rủ anh trai cùng đi mua quà sinh nhật cho bố lúc ra ngoài yoshi đột nhiên lại ăn mặc kín đáo để cải trang có vẻ như cậu có một quá khứ gì đó và không muốn bị người khác biết cậu sau đó đã để ý thấy một tổ chức nào đó đang bắt ép một cô gái là yukari đi cùng dù cô đã cố từ chối nhưng luật lệ đưa ra buộc cô phải đi theo Iukari sau đó gặp một người là cục trưởng, cô cho biết Iukari là một cá nhân đặc biệt duy nhất một trong triệu người. Tại đây ta cũng gặp lại ba cô gái đã chiến đấu ở thảm họa hồi sáng. Theo lời cục trưởng thì năng lực của những cá nhân như Iukari thường xuất hiện ở độ tuổi dậy thì và mất đi khi đã trưởng thành, cục trưởng cũng sắp đến giai đoạn đó. Cô đã giới thiệu cho Iukari về thần giao ước của cô là Nemesis. Nói cơ bản là những ai thức tỉnh được sức mạnh có sứ mệnh và nghĩa vụ chiến đấu để bảo vệ hòa bình cho khu vực này, đột nhiên có báo cáo phát hiện thảm họa ở gần đây. Cấp độ là 7 nên nó khá là nguy hiểm. Ngay lúc này, anh em nhà IOC đang đi mua quà sinh nhật cho bố thì bất ngờ quái vật xuất hiện ở ngay giữa trung tâm thương mại. Theo lời của người dân thì ta biết quái vật sẽ khiến khu vực xung quanh nó bị ô nhiễm và ai chạm vào vùng ô nhiễm mà nó tạo ra thì sẽ mất mạng. IOC sau đó thấy một đứa trẻ bị bỏ lại nên đã bảo em gái dẫn bé trai này ra ngoài, cậu thì ở lại đánh lạc hướng con quái vật. Cậu đã leo lên ghế để chạy ngược hướng nhằm thu hút sự chú ý của con quái, cậu sau đó được một cô gái giúp đỡ và chạy lên cao cùng cô để tránh nguy hiểm những cô gái kia đã đến đối phó với con quái thì nó đột nhiên biến nhỏ lại rồi chạy đi mất những cô gái không đuổi kịp nên chỉ đành báo về cho cục an ninh để họ đóng cổng lại cổng đã được đóng và người dân sau đó đã có thể an toàn sinh hoạt trở lại siori lúc này đã gặp lại bố và cả hai vẫn chưa thấy ioshi đâu cậu lúc này đã đến gặp cô gái vừa giúp cậu cậu biết cô không phải người của thế giới này và cũng bằng cách nào đó mà cô biết về thân thế và danh tính thật của cậu cô giới thiệu bản thân là athena và cô biết cậu cũng là một năng lực gia như những cô gái ở cục an ninh kia Cô muốn làm thần giao ước của cậu và cô cũng đã tìm được tấm thẻ chứa năng lực bị mất của Yoshi. Siori và bố cậu lúc này đã đi đến và Siori khi nghe về việc Yoshi có thể chiến đấu trở lại thì liền phản đối. Vì cô bé muốn anh trai hãy dừng làm việc mạo hiểm mà cứ tiếp tục sống với vai của một thường dân, nhưng cậu muốn có lại sức mạnh để bảo vệ gia đình mình. Vì cậu biết cục an ninh bây giờ sẽ không đủ để chống lại những thảm họa cấp cao hơn. Đột nhiên con quái ban nãy đã xuất hiện lần nữa, Yoshi sau đó đã lấy chiếc thẻ từ Athena và rời đi chiến đấu cha đã khuyên siori nên để thời gian của yoshi tiếp tục trôi cậu sau đó đã lên xe cùng athena và hỏi lý do cô chọn cậu cô cho biết hai năm trước ở hồng kông cậu đã hy sinh sức mạnh của mình để cứu toàn bộ sinh mạng trong một thảm họa lớn việc đó của cậu đã khiến athena cảm động và quyết định sẽ bảo vệ thế giới này cùng cậu cả hai sau đó đã bắt lập khế ước và chuyển giao hết sức mạnh cho đối phương cả hai sau đó trao nhau một nụ hôn để làm minh chứng cho khế ước nhóm các cô gái lúc này đang chật vật vì con quái liên tục xả đạn nó vừa phá hủy chiếc xe mà họ đang trốn thì ioshi đã lao ra với một cái khiên để chặn đòn cậu sau đó bảo họ hãy chuẩn bị lao lên đánh con quái vừa dừng bắn thì cậu đã cúi người để cô gái cầm kiếm nhảy lên và lao đến tung một đòn dứt điểm con quái ai nấy sau đó đều không rõ ioshi là ai nhưng có vẻ cậu có kinh nghiệm chiến đấu cậu sau đó đã biến hình trở lại và ai nấy đều bất ngờ khi ioshi là người đã giao ước với athena lúc trở về nhà em gái siori không chấp nhận việc để ioshi quay lại cục an ninh để chiến đấu nhưng cậu đã đến để dỗ dành em gái và hứa là sẽ không làm trò ngu ngốc như hai năm trước. cậu đã thành công dỗ được em gái và nhận được sự đồng ý từ cô bé. cậu sau đó đã được đưa đến cục an ninh và cục trưởng đã cho các cô gái biết cậu từng là năng lực gia nhưng đã nghỉ việc sau khi thực hiện một kỹ thuật bị cấm. cậu sau đó cũng vào đây nhưng muốn để việc trò hỏi khi khác vì giờ cậu đang muốn ngủ. nhưng vừa vào phòng thì cậu đã thấy Athena trong này nên mới giật mình chạy ra. cục trưởng cho biết cậu sẽ ở chung với Athena nhằm giúp kế ước giữa cả hai mạnh lên. sáng hôm sau IOC đã thức giấc và Athena biết cậu vừa mơ thấy cô vì cô cũng mơ về cậu. Cả hai sau đó đã đến gặp người đứng đầu cục an ninh là Zano. Anh ta biết đến tiếng tăm của IOC nhưng ở đây cậu sẽ bắt đầu lại với tư cách thành viên mới và hai ngày nữa sẽ có một buổi kiểm tra năng lực. Đột nhiên một thanh niên là Olga tìm đến và cho biết năng lực của cậu ta mách bảo rằng IOC sẽ gặp họa trong buổi kiểm tra sắp tới. Zano bảo cậu cứ mặc kệ cậu ta. Và hai ngày sau, bài kiểm tra năng lực đã diễn ra và tất cả đều phải tham gia. IOC thắc mắc về Olga thì cục trưởng bảo cậu cứ kệ cậu ta. Nemesis sau đó đã đưa ra những câu hỏi cho mọi người trả lời. Đầu tiên là về nguồn gốc của lũ quái vật, chúng đến từ một hành tinh gọi là Thiên Đàng, nhiều năm sau cuộc chiến ở hành tinh đó, những ma thần đã mở ra các cánh cổng để kéo đến thế giới này xâm lược. Ở những câu hỏi sau ta biết thêm là thế giới này chỉ có 5 chi nhánh của cục an ninh. Và sau một ngày thi, tất cả đã làm xong và IOC cùng lớp trưởng là hai người đạt điểm tối đa, cô bạn tóc vàng đây là người thấp điểm nhất nên bị bắt đi nấu ăn. Và thứ cô cho cả bọn ăn là ham gu giờ cỡ lớn. Nó không quá tệ nhưng nước sốt chấm thì lại khác. IOC là người đầu tiên trải nghiệm và làm gương cho mọi người. Cậu nghĩ đây chính là họa mà Olga nhắc đến. Đột nhiên em gái cậu gọi đến là ở nhà có chuyện, cụ thể là bố cậu mới dẫn gái về nhà chơi. Cậu gọi xong thì những cô gái đã ghé vào hỏi chuyện. Họ đều muốn thử làm bạn gái cậu nhưng lớp trưởng cho biết cậu đã khế ước với Athena thì đồng nghĩa là cô sẽ phải theo cậu cả đời. Cậu đang thắc mắc vì có vẻ lớp trưởng khá khó chịu với cậu. Iukari đã cho biết lớp trưởng đang giận cậu vụ hôm đó đã bỏ qua phần chào hỏi. Thế là Iosi đã chạy ra xin lỗi và muốn được làm quen với mọi người. Cô bạn tóc vàng kia là Chloe và thần giao ước của cô là Valkyrie. Cô gái tóc đen kia là Mana và thần giao ước của cô là Artemis. Còn lớp trưởng là Tamaki và thần giao ước của cô thì tên là Venus. Tamaki đã hỏi tổng thời gian biến hình của Yoshi là bao lâu, vì của cô là hơn 200 giờ. Cô được xem là người thức tỉnh sức mạnh sớm nhất trong nhóm, nhưng Yoshi thì có tổng thời gian biến hình còn gấp 10 lần Tamaki với con số là 2.000 giờ. Lý do Athena đưa ra vì Yoshi có thời gian phục hồi sức mạnh rất nhanh cậu chỉ cần 5 phút nghỉ ngơi là đã có thể biến hình trở lại để chiến đấu. Cậu sau đó đã hỏi mọi người về Olga thì chẳng ai nói gì. Thế là IOC sau đó phải gọi đến cho những người bạn cũ ở chi nhánh Hồng Kông. Cậu gọi để hỏi thăm và tiện thể hỏi họ về Olga vì người bên này đang cố che giấu với cậu. Trong lúc đó, Olga đột nhiên đến nhà giam để gặp con quái vừa bị nhóm IOC bắt lại trước đó. Hôm sau, cả nhóm đã tham gia một bài huấn luyện chiến đấu. Nhân viên phòng điều khiển sẽ phân tích dữ liệu của lũ quái và tạo ra những bài kiểm tra để các năng lực ra có thể chọn ra cách tấn công hiệu quả nhất. Olga lúc này cũng đến xem, còn ở trong kia, Mana thì ở một góc để bắn tỉa. Chloe thì vẫn lao lên tiên phong để tấn công con quái, nếu bất chắc thì có Ioshi lao đến chặn khiên để hỗ trợ. Tamaki thì vẫn một công việc hồi phục cho những người bị thương, Iukari thì vẫn chỉ có thể ở ngoài để quan sát vì cô chưa có thần giao ước nên chưa chiến đấu được. Cô đã hỏi về những khái niệm trong chiến đấu thì được cho biết rằng thần giao ước và năng lực ra sẽ có một năng lượng là logic. Khi biến hình thì năng lực ra sẽ mượn logic từ thần giao ước để gia tăng sức mạnh và chiến đấu, Tuy nhiên vẫn có một tình trạng khác nữa là năng lực ra hoặc con người sẽ bị quái vật chiếm hữu. Iukari đã thắc mắc về điều mà IOC đã làm hai năm trước thì cục trưởng không muốn nói ra vì điều đó là bị cấm. Nhưng Olga đã thản nhiên cho cô biết rằng trạng thái ngày đó mà IOC dùng là sử dụng toàn bộ lượng logic trong bản thân. Việc này bị cấm là do nó sẽ khiến người mất đi một phần nhân cách. Nhưng vì là biện pháp bị cấm nên chỉ khi cục trưởng cho phép thì mới được dùng. Quay lại với buổi tập, Chloe định lao lên kết thúc thì IOC đã bảo lần này để mana xử lý thế là mana đã từ trên cao lao xuống và nhảy lên đầu con quái để bắn vài phát dứt điểm lúc ra ngoài ioc một lần nữa hỏi tại sao olga không tập luyện cậu ta cho rằng bản thân đã qua bài hết rồi nên không cần tập đột nhiên lại có thông báo thảm họa nhưng là cấp một nên ioc đã bị gọi đi vì cậu có khả năng phục hồi nhanh nhưng cậu muốn xem olga thể hiện cục trưởng vẫn yêu cầu cậu đi và nemesis đã cho cậu biết olga vừa là một năng lực ra và cũng vừa không phải cậu chưa hiểu lắm nên trên đường đi đã hỏi athena cô vẫn giấu giếm và muốn cậu tập trung vào công việc trước cậu sau đó đã đến một trường mẫu giáo và con quái lần này chỉ là nhập vào một đứa trẻ để quậy phá cậu dễ dàng phá hết mọi trò của nó và ép nó phải thả đứa trẻ ra một lúc sau khi trở về căn cứ ioshi đã gặp lại onga ở nhà giam và hỏi cậu ta đang làm gì ở đây athena chẳng muốn giấu nữa nên đã cho cậu biết rằng onga là một năng lực gia nhưng chưa có thần giao ước nên cậu ta mới bất chấp muốn giao ước với cả quái vật onga thề là sẽ tìm được thần giao ước mạnh hơn của ioshi để đối đầu với cậu ioshi và tamaki sau đó đã được Zano gọi đến gặp anh ta cho biết rằng Olga tuy hơi dị nhưng tiên đoán của cậu ta thường rất chính xác. Với cả tiện đây thì Jano cũng muốn bổ nhiệm Ioshi lên làm đội trưởng mới thay cho Tamaki. Cô không đồng ý nhưng lệnh của chủ tịch là tuyệt đối nên cô đành ấm ức quay đi, sáng hôm sau. Vừa thức dậy thì Athena đã nhận thấy Ioshi đã phiền muộn vì chuyện của Tamaki. Còn Tamaki lúc này đã viết thư cho chị gái và cô nghĩ bản thân đã làm chị gái thất vọng khi để mất danh hiệu đội trưởng lúc cả nhóm ăn sáng cùng nhau. Tamaki cũng đột nhiên chẳng ăn lấy một miếng mà cứ thế bỏ đi khiến Yukari nghĩ đồ bản thân nấu không hợp khẩu vị của Tamaki. Nhưng Venus đã an ủi Yukari rằng Tamaki thi thoảng lại giờ chứng như vậy thôi. Onga đã cho Yoshi biết là nếu cậu muốn hiểu rõ hơn về việc của Tamaki thì nên đi tìm cục trưởng mà hỏi. Cậu sau đó đã đến căn phòng bừa bộn của Nemesis và cục trưởng thì biết được chuyện trước đây của Tamaki. Cô từng muốn trở thành bác sĩ để chữa cho những người dính phải bệnh do vùng ô nhiễm của quái vật gây ra, nhưng rồi năng lực của cô thức tỉnh và biến cô trở thành một năng lực ra. Tamaki chưa từng than thở điều gì mà luôn làm tốt công việc nên được chọn làm đội trưởng. Xét về việc xem trọng sinh mạng thì Tamaki cũng giống Yoshi, chỉ là Tamaki hơi xem trọng vẻ ngoài quá mức. Đúng lúc này thì có báo động vang lên và thảm họa lần này xuất hiện đến hai quái vật cấp 4, cả đội đã sớm lên đường đến nơi diễn ra thảm họa. Họ đã chia ra hai đội, hai cô gái chuyên về tấn công sẽ đi một cặp và Tamaki cùng Yoshi sẽ đi một cặp. Theo lời cục trưởng thì hai con quái này đã từng bỏ trốn vài lần. Do đó bên hai cô gái chuyên tấn công có nhiệm vụ đánh nhanh diệt gọn còn bên EOC thì câu giờ để bên kia xử lý xong và đến đây đối phó nốt. Bởi vậy nên Chloe đã dùng chiêu mạnh nhất đầu tiên, còn EOC thì đã đứng ra chặn trước mặt Tamaki để ngăn không cho đối phương tấn công vào cô. Mana lúc này đã sử dụng một chiêu thức để tàng hình và ẩn mình đi. Chloe thì vẫn tấn công trực diện từ phía trước, tên quái vật vừa nghĩa là bản thân đang thắng thế thì liền lao đến và để lộ sơ hở và ăn ngay một phát đạn toàn lực của Mana từ phía sau. Kế hoạch lấy Chloe làm mồi nhử đã thành công, nhưng ở bên còn lại, quái vật đang hút sức mạnh và dần mạnh lên buộc cả hai phải chuyển sang tấn công cục trưởng đã yêu cầu tamaki hãy giết luôn con quái vật cô đã trần trừ nên ioshi buộc phải lao lên và dùng khiến tấn công vào con quái nó đã bỏ trốn và bỏ lại người bị chiếm hữu để chạy thoát lúc trở về tamaki đã bị khiển trách vì làm trái lệnh nhưng lúc về phòng ioshi đã bất mãn vì tamaki là người xem trọng sinh mạng nên đâu dễ gì cô lại chấp nhận việc lấy đi một sinh mạng như vậy athena nhận thấy ioshi quả là giàu lòng chắc ẩn và cô thích điều đó ở cậu Đột nhiên con quái lại xuất hiện và vì chưa ai hồi phục nên cục trưởng sẽ đích thân ra trận cùng IOC lần này, họ sau đó đã đến và ngăn chặn ả quái vật kia hút thêm năng lượng từ xung quanh. Cục trưởng đã thả ra một đống bom để vây lấy ả quái vật. Cô yêu cầu IOC đã bảo vệ những người dân xung quanh đây, cậu đã dựng khiên lên để che chắn và để cục trưởng kích nổ. Cậu nghĩ đây là chiêu mạnh nhất của cục trưởng nhưng không, đây chỉ là những đòn cơ bản. Trong lúc đó, Tamaki cứ ngồi ủ rũ một góc khiến Venus phát chán. Cô đã phải đứng lên yêu cầu Tamaki bớt nghĩ luẩn quẩn mà lên đường với cô. Cả hai sau đó đã cùng đến hiện trường để chiến đấu. Cô thấy có nhiều người bị dính phải dịch bệnh mà quái vật tỏa ra nên muốn chữa trị cho họ, nhưng Venus muốn cô tập trung vào điều quan trọng đầu tiên. Cô sau đó đã chạy đến và thấy cục trưởng đã hành ả à quái vật tơi tả. À ta lúc này đã bí lối cùng đường nên liền thoát xác và lao đến hòng chiếm lấy những người ở sau Tamaki, nhưng cô đã dùng roi để cản lại. Cục trưởng lại yêu cầu Tamaki hãy giết con quái vật đó đi. IOC đã phản đối vì bạo lực không phải lúc nào cũng là cách giải quyết nhưng venus đã giải thích cho tamaki hiểu rõ hơn rằng cô không cần thiết phải yêu thương mọi sinh vật trên đời cô nên biết tàn nhẫn với những sinh vật có khả năng gây ra bất hạnh cho nhiều người khác cô giờ đây đã thông suốt với lý tưởng của bản thân nên vung roi xử luôn ả à quái vật cục trưởng cho rằng với ioshi thì hành động này là tàn nhẫn nhưng mỗi người có một cái nhìn riêng nên cô không ép cậu phải chấp nhận hành vi này sáng hôm sau tamaki đã chịu đến bàn ăn và xin lỗi mọi người vì cư xử kỳ lạ mấy ngày qua cô sau đó đã được mọi người bỏ qua Tamaki sau đó cũng đến cảm ơn Yoshi vì cậu đã có lòng ngăn cô đừng giết con quái vật đó. Cô quyết định từ giờ sẽ đặt lòng tin vào cậu. Cậu sau đó cũng đứng lên phát biểu vài lời khiến Chloe đã khịa cậu là đang cố ra dáng một đội trưởng kiểu mẫu. Ngày hôm đó, một thông báo thảm họa đã được đưa ra và nó là cấp 9,8. Cao nhất từ trước đến giờ, nhưng nó chỉ xuất hiện một lúc rồi biến mất. Athena sau đó đã đột nhiên chạy đi cô chạm mặt một kẻ là Lucifer. Hắn là ma thần và là kẻ đã tạo ra thảm họa 9,8 vừa rồi hắn cho biết bản thân từ giờ sẽ đến thế giới con người để sống vì nơi này có vẻ thú vị nhiều năm trước lúc cục an ninh chỉ có mỗi tamaki ra trận cô đã từng giải cứu chloe khỏi một thảm họa để rồi bị thương không nhẹ chloe lúc đó đã quyết định sẽ trở thành một năng lực ra để cùng tham gia chiến đấu và giờ đây ở hiện tại chloe mỗi sáng vẫn rất siêng năng chạy bộ cô đã dùng cột đèn đỏ này để làm cột mốc và chạy thẳng một mạch đến cột đèn kế tiếp đây là kỷ lục mà cô luôn cố gắng để vượt qua mỗi lần chạy cô sau đó đã đến chỗ của cục trưởng cục trưởng cùng đội điều tra đang xem thử vị trí mà thảm họa 9,8 tối qua xuất hiện, nhưng manh mối gần như không có vì thảm họa chỉ xảy ra không quá lâu. Chloe sau đó đã trở về với cả nhóm để ăn sáng. Bữa sáng hôm nay là do Athena nấu và cô chỉ làm được mỗi bánh kẹp cá khô. Ai nấy đều ăn cho qua bữa và Tamaki cũng đã nhắc nhở Chloe đừng có đi đến khu vực điều tra nữa để tránh bị đội điều tra khiển trách. Cả nhóm sau đó có hỏi Venus nghĩ thảm họa vừa rồi là do kẻ nào đủ sức gây ra. Cô đã nhắc đến một vài ma thần nhưng vừa mở miệng đến cái tên Lucifer thì ngay lập tức bị Athena chặn lại. Chloe sau đó đã đến phòng truyền thông để mượn máy tính một lúc. Cô sau đó đã xem lại camera từ vụ thảm họa tối qua và tìm được một cô gái ở hiện trường. Cô biết cô gái này là người đã hợp nhất với kẻ gây ra thảm họa 9,8 kia nên đã dò ra vị trí để đi tìm. Chloe vừa đạp xe đến chỗ của cô gái ấy thì bên cục trưởng và nhóm IOC cũng đã phát hiện thấy Chloe lại tự mình hành động một lần nữa. Nhưng họ vẫn để yên và xem Chloe có kiếm được thông tin gì hay không. Đột nhiên gần đó có báo động thảm họa cấp 4 nên Chloe đã lên đường đi trước. Nhóm EOC sau đó cũng nhanh chóng lên đường, nhưng một lúc sau thì có báo cáo thảm họa mới ở nơi khác nên EOC muốn Chloe hội quân với cậu ở vị trí mới. Nhưng Chloe đã quyết định vẫn sẽ tự mình đối phó với thảm họa đầu tiên nên Valkyrie đã tách nhóm để đến chỗ Chloe. Cả hai sớm gặp lại nhau và biến hình để lao vào chiến đấu với những quả bóng có thể là do quái vật tạo ra. Còn với bên EOC, họ lúc này cũng đã chạm mặt mấy quả bóng đấy trên đường nên Mana đã ra ngoài bắn bớt chúng. IOC cũng đã kết hợp cùng Athena để ra ngoài chiến đấu. Chloe bên kia đã sớm xử hết mấy quả bóng nhưng rồi nhận ra bên trong chúng là những bia mộ. Còn Mana lúc này không kịp hỗ trợ IOC nên cậu đã bị mấy quả bóng đó ném nguyên cả chiếc xe vào người. Lúc trở về, Chloe đã bị Tamaki trách móc vì tự ý hành động lần nữa, nhưng cô cho rằng bản thân nên xử lý thảm họa thật nhanh. Dù IOC bị thương là ngoài ý muốn nhưng Chloe không thể thấy địch trước mặt mà không đánh. IOC hiện tại vẫn ổn và sẽ sớm tỉnh lại. Jonah cho rằng IOC là chiến lực mà họ cần phải bảo toàn bằng mọi giá. Chloe lúc này vẫn không hiểu sao Tamaki lại cằn nhằn về cô vì cô chỉ đang làm điều mà bản thân cho là đúng đắn. IOC vừa tỉnh dậy thì Tamaki đã đến xin lỗi vì mấy hành động thiếu suy nghĩ của cửa Chloe. Cậu vẫn còn khá ê ẩm sau cuộc chiến nhưng cậu không trách ai cả và cũng không quan trọng hóa vấn đề nên cô không cần xin lỗi. Đột nhiên thông báo quái vật lại vang lên và ước tính là có đến 70 con. Olga lúc này đang rất gấp rút muốn được biến hình với con quái vật nhưng nó lại không muốn. Cục trưởng lúc này chưa cho phép ai hành động khi chưa hồi phục lại năng lượng, thành ra chỉ có mỗi IOC là có thể ra trận. Cậu sau đó đến nơi và chạm trán với hàng chục quả bóng kia. Tuy yếu nhưng số lượng có thể bù lại cho chất lượng. Artemis lúc này chỉ biết cầu nguyện cho IOC và Athena bình an trở về, cả hai sau đó đã biến hình và bắt đầu ra trận chiến đấu. Tamaki và Chloe thì vẫn đang chờ năng lượng sạc lại nhưng vẫn cần hơn 20 phút nữa nên Venus đã bảo tài xế đã lên đường dần. Hai nữ thần sau đó muốn cả hai làm hòa hoặc ít nhất là nói ra hết những thứ mà cả hai bất mãn về nhau. Tamaki đã hỏi tại sao Chloe luôn mò đến khu vực điều tra khi không được phép. Chloe có vẻ không biết việc đội điều tra luôn gọi cô với cái tên kẻ phiền phức hiếu chiến. Tài xế sau đó đã đổi lộ trình để cả hai cô gái có thêm thời gian để phản bác nhau. Tamaki cho rằng việc Chloe tự làm theo ý mình chỉ toàn khiến đồng đội gặp rắc rối và EOC như vừa rồi là một ví dụ cụ thể nhất. Nhưng Chloe lại cho rằng bản thân ít nhất là muốn được tự đi trên đôi chân của mình và không muốn cứ hoàn toàn làm theo lệnh như một cỗ máy. Cả hai sau đó đã đến nơi và biến hình để cãi nhau tiếp. Tamaki cho rằng họ là một đội và nên hỗ trợ nhau chiến đấu nhưng Chloe lại ảo tưởng rằng bản thân đủ mạnh để cân cả thế giới nên không cần đồng đội ioshi lúc này đã cạn năng lượng và buộc phải thoát khỏi dạng biến hình Tamaki đã đến để hỗ trợ cho cả hai và cô cho rằng từ giờ cô cũng sẽ ra sức để bảo vệ bạn của mình Chloe sau đó đã hóa to thanh kiếm và vung một đòn chém sạch mớ bóng nhưng họ không biết con chủ chốt ở đâu vì đám này xem ra chỉ là con dối con thật sau đó đã chui lên từ đống dối và bị Tamaki nhìn thấy và bắt lại Cô sau đó đã nhớ lại ký ức về khoảng thời gian lúc Chloe mới vào đội và cả hai đã cùng chiến đấu ra sao. Thế là Tamaki sau đó đã dùng dây của bản thân để tạo một con đường cho Chloe lao đến và kết liễu con quái. Tối đó lúc trở về, Chloe và Tamaki đã làm hòa với nhau. Athena cũng xin lỗi Ioshi vì việc biến hình không tốt hôm nay. Thấy ai cũng đều lo lắng cho cô nên cô đã quyết định nói ra việc bản thân đã gặp Lucifer. Kẻ mang thảm họa 9,8 kia, vài ngày sau, không hiểu lý do gì mà Artemis và Mana đều đã biến mất hai cô bạn không lo lắm và cho biết khi mana còn nhỏ thì cô đã bị lạc mất bố mẹ như đúng hơn là bị bỏ rơi dù được đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng mana chẳng thể hòa hợp với ai cô vẫn luôn tìm đến nơi bản thân bị bỏ rơi và để thư vào trong đó với hy vọng ngày nào đó bố mẹ sẽ trở lại tìm cô cho nên thi thoảng vào ban đêm cô vẫn hay làn ra ngoài cục trưởng dù biết nhưng không để tâm cho đến nay vẫn chưa ai từng một lần thấy mana mỉm cười ioshi đã gọi về nhà nhờ bố trợ giúp về cách khiến con gái vui và bố chỉ cậu một cách là thử bằng đồ ăn thế nhưng cậu lại nghe bố quá mức và làm ra món không hợp tình cảnh nên bị phản tác dụng đã vậy còn bị tamaki hiểu nhầm là cậu giang có ác ý cậu sau đó đã chạy theo mana để nói thẳng thay vì áp dụng mấy cách tào lao cậu xin lỗi vì chỉ muốn làm bạn nhưng mana không để bụng mà tiếp tục chạy đi cậu chia sẻ rằng bản thân khá vui khi lại có năng lực sau khi bộc phát vào hai năm trước mana muốn nghe thử cảm giác bị bộc phát là như thế nào cậu cho biết lúc đó bản thân cậu hoàn toàn tuyệt vọng nên mới túng quẫn mà dùng đến cách đó nó đã lấy đi nhân cách trước đây nhưng may là cảm xúc vẫn còn cho nên giờ cậu không nghĩ đến việc sẽ sử dụng lại thứ đó một lần nào nữa. Đột nhiên báo động lại vang lên và lần này là một con quái vật biết bay với cấp độ 6,5. Cả nhóm đã nhanh chóng lên đường và biến hình rồi tiến vào nơi con quái đang ẩn náu. Họ dự định đánh nhanh diệt gọn trước khi nó thức giấc và bay lên nhưng khi định tiếp cận thì Chloe và Tamaki đã bị tóm và năng lượng của cả hai bị hút đi khá nhanh buộc cục trưởng phải để cả hai rút lui. Còn mỗi Ioshi và Mana trong kia, vì chỉ khi đến gần mới bị hút năng lượng nên hy vọng chỉ đặt vào xạ thủ mana. Eoc sẽ phải đảm nhiệm việc bảo kê cho mana được bắn. Cô bắt đầu ẩn mình và tìm góc bắn thích hợp, nhưng dù được bắn thì hoàn toàn không thấm vào đâu do con quái vật rất cứng cáp. Ai nấy đều thấy rằng cô chỉ như đang gãi ngứa cho con quái vật, và với giác quan của bò sát thì con quái vật đã nhanh chóng phát hiện ra mana dù cô đang ẩn thân. Một đàn rắn lao đến và tóm được mana khiến Eoc phải nhanh chóng đưa cô ra ngoài. Cả nhóm đành phải tạm thời rút lui còn mana được đưa về chữa trị. Con quái thì vẫn nằm ở yên vị trí trước đó. Mana và Eosie sau đó đều muốn ở một mình nên Athena đã ra ngoài ngắm trời đêm. Cô nhận thấy từ xa đèn điện đang dần tắt đi và chẳng mấy chốc cả căn cứ cũng vậy.Ảnh hưởng từ vùng ô nhiễm của con quái đã lan đến trạm phát điện khiến cả thành phố bị rơi vào hỗn loạn. Khi không có đèn giao thông và bệnh viện thì gọi điện yêu cầu hỗ trợ liên tục. Thời gian muộn nhất họ có là đến sáng mai. Geno cũng đã phải đích thân đến đây và đã có gọi trợ giúp từ khắp nơi. Onga tiên đoán rằng nếu không thể đến gần con rắn thì cơ hội thắng của họ gần như là bằng không. Mana thấy tình cảnh trong viện thì đã ngay lập tức cùng Artemis bỏ đi đến hiện trường. Cô đã xin phép cấp trên cho sử dụng bộc phát vì cô cũng chỉ muốn làm lại từ đầu, IOC không chấp nhận nên cũng đã chạy đi. Jano cho cục trưởng tự quyết định và anh ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu cô cho phép Mana sử dụng bộc phát mặc cho mọi người có can ngăn ra sao. Nhưng IOC đã cản cô lại vì cậu sẵn sàng làm lá chắn đi trước để Mana tiếp cận dần vào con quái và hạ gục nó. Cậu biết cô buồn về quá khứ nhưng cậu muốn cô nhớ việc hiện tại là cô đang có những người đồng đội thân thiết không muốn cô biến mất. Mana đã chịu nghe Ioshi thông não và đi theo kế hoạch của cậu. Cả hai đã tiến vào trong vùng nô nhiễm và Ioshi đã che chắn hoàn toàn cho Mana đến khi vào đủ tầm. Vừa đến tầm thì Yoshi đã ném cô vào trong. Con quái cô chống trả và quật Mana ra ngoài nhưng Yoshi đã kịp đỡ lấy và cùng cô làm lại lần nữa và lần này họ đã thành công đánh bại nó. Mana lại được đưa về viện và Chloe đã lần đầu thấy được nụ cười của Mana và giờ là đến với cô gái cuối cùng của nhóm. Iukari cô vẫn chưa thể giúp ích được gì cho tiền tuyến vì chưa có thần giao ước nên cô luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ hậu phương cô chuẩn bị nước cho chloe chạy bộ về mỗi buổi sáng và còn chăm sóc cả những nhân vật phụ mà có lẽ ta không cần để ý đến vì giúp đỡ quá nhiệt tình nên cô luôn được tặng một mớ đồ mang về iukari đã lấy mớ bánh kẹo vừa mang về ra cho mọi người ăn thử và còn pha thêm đồ uống cho các nữ thần artemis giờ đây có vẻ yêu đời hơn do mana đã tích cực hơn so với hồi cả hai mới gặp artemis cho rằng iukari khá là có tài năng trong việc hiểu được con tim của người khác Iukari và Onga sau đó được gọi đến phòng luyện tập để thử kết hợp với Athena. Iukari thì không phù hợp còn Onga thì chưa cần chạm đã bị loại thẳng. Iukari có xin ít cách thức để kết hợp nhưng mỗi cặp đều có một kiểu khác nhau nên cục trưởng hy vọng Iukari cũng sẽ sớm tìm ra cách thức riêng của cô. Iukari sau đó đã về khu ký túc để chuẩn bị đồ ăn và tự suy nghĩ cách thức của bản thân là gì, nhưng cô vẫn chẳng có tí ý tưởng nào trong đầu. Cùng lúc đó con rắn lần trước đột nhiên kêu lạnh nên thanh niên nhân vật phụ kia đã đưa đồ uống đến cho nó vì máy sưởi dành cho nó vẫn chưa được sửa. Khi đến nơi thì anh ta hết hồn khi con rắn nằm bất động nên đã chạy vào xem thử nhưng hóa ra đó là bẫy và cả khu sau đó đã ngay lập tức bị ô nhiễm. Con rắn tìm đến chỗ của Yukari nhưng không hề làm hại cô. Đúng hơn là chưa vì cô đã lấy đồ ăn cho nó nên nó muốn tìm hiểu một chút. Nó biết Yukari nấu ăn khá ngon và muốn biết cô có tôn sùng thần linh như nó hay không. Trong lúc đó cục trưởng và mọi người đã lên kế hoạch là họ sẽ cho nổ sàn nhà bên dưới chỗ con rắn để nó rơi vào một phòng giam khác. Ba cô gái lúc này thì đang ở bệnh viện thăm Mana nên chỉ có Ioshi đảm nhiệm việc cứu Yukari còn Unga sẽ lẻn vào để đưa chỉ thị cho Iukari. Cậu ta đã tìm đến và nhanh chóng đưa chỉ thị là muốn Iukari câu giờ. Cô vẫn đang cố tìm câu trả lời để thỏa những câu hỏi của con rắn. Cô chấp nhận sùng bái nó nhưng nó đã nhận ra Unga đứng ở sau được một lúc nên quay ra quật bay cậu ta. Nó đang định nuốt lấy Iukari thì sàn nhà đã nổ và Ioshi nhanh chóng đến đỡ lấy Iukari. Cục trưởng lần này lại đích thân ra trận. Cô sắp cho con rắn lên thiên đàng gặp thần linh luôn thì Iukari quyết định đứng ra bảo vệ nó ngay lúc bom sắp nổ thì ioshi đã ném khiên đến kịp nhưng một tảng đá vẫn rơi xuống và con rắn đã bảo vệ lại cho cô con rắn hỏi lý do thì cô cho rằng bản thân nhận ra con rắn không hề xấu xa khi nó đã có lời khen ngợi cô con rắn không hiểu sao cô lại liều mạng chỉ vì điều nhỏ nhặt đó nó nhận thấy iukari là một người thú vị nên đã trở lại nguyên dạng và cho rằng lucifer đã đúng về con người lúc iukari được đưa đến bệnh viện con rắn đã quyết định nhận cô làm người khế ước với nó cả hai sau đó đã tập hợp mọi người lại để quan sát cô và con rắn biến hình cả hai sau đó đã thật sự có thể kết hợp. Và ba cô gái không hiểu chuyện gì đã xảy ra cục trưởng không chắc là họ có thể tin con rắn hay không. Nhưng Yoshi nhận thấy cả hai sẽ rất ăn ý nên cứ để như vậy cũng được. Cả hai sau đó đã bay lượn tự do trên trời và Yukari quyết định đặt cho con rắn cái tên là Queji. Vài ngày sau đó, Yoshi báo tin về cho em gái là ngày mai được nghỉ do có bộ phận khác đến thay ca. Cậu quyết định về thăm nhà và đưa cả Athena về theo. Đến hôm sau, vừa về thì cậu đã gặp lại em gái. Cô bé bảo cậu hãy vào đây vì mọi người đang chờ cậu chưa hiểu lắm để rồi khi tiến vào thì toàn bộ mọi người đều đã đến đây và chúc mừng sinh nhật Yoshi. Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật cậu nên cậu biết em gái cậu đã nói xạo để dụ mọi người cùng đến đây chơi. Chloe cũng đã thấy lạ vì đâu thể nào ngày nghỉ lại trùng hợp với sinh nhật của Yoshi như vậy được, nhưng cứ bỏ qua vì ai nấy cũng muốn đến chơi một hôm. Cậu thắc mắc là bố đâu thì hai anh em nghi ngờ là bố lại đi kiếm gái. Đúng như vậy khi bố có mang theo ai đó về. Và khi Yoshi xuống dưới xem thì mới ngỡ ra là cục trưởng với Nemesis cả hai cũng bị bố cậu lừa rằng hôm nay là sinh nhật ioshi nên mới đến chung vui siori sau đó đã đi làm đồ ăn và tamaki đã mở lời muốn được giúp đỡ các cô gái sau đó đã đi làm đồ ăn chloe thì được giao cho nhiệm vụ trang trí olga sau đó đã bắt đầu mang đồ ra bàn còn vankiri thì không hiểu sao chloe lại kéo cô vào vụ trang trí dù cô vẽ rất tệ tối đến ai nấy cũng đều đã xong việc ioshi cũng muốn bố làm gì đó phụ nhưng ông kiếm cớ là đang mua vui cho cục trưởng nên trốn việc vankiri lần đầu thấy nemesis nói chuyện vui vẻ với ai đó nên có vẻ cô đã khoái bố của yoshi lúc đồ ăn đã được dọn ra tamaki có thắc mắc là mẹ yoshi đâu thì mới biết mẹ cậu đã mất cách đâu nhiều năm bố yoshi có hỏi là ai ở đây đã có người yêu hay chưa venus sung phong vì cô thích toàn bộ mọi người bố có nhìn qua yoshi và hỏi cậu để ý cô nào hay chưa vì xung quanh toàn gái sinh không lẽ cậu lại không nghĩ đến mấy thứ đó nhưng cậu nói bản thân không có thời gian yêu đương vì mỗi việc dẹp loạn cho thành phố thôi là đã quá mệt sau bữa ăn Ai nấy đều lo công việc dọn dẹp. Tamaki và Venus thì có đến xem ảnh của mẹ Yoshi Chloe thì lại lủi vào phòng IOC để vẽ bậy. Cậu có tìm đến và phàn nàn với Chloe thì cô lại cho rằng thứ này dễ thương quá chừng. Cục trưởng để hỏi Athena đâu thì được cho biết là cô đã ra ngoài mua đồ. Athena đang trên đường về và suy nghĩ về lời IOC đã nói. Đột nhiên cô gặp lại Lucifer và hắn thật sự chỉ muốn tận hưởng cuộc sống tại đây vì hắn đã gây chiến ở thế giới cũ đủ rồi lucifer nhận thấy athena đã phải lòng iosi nhưng cô cho rằng khi cuộc chiến ở đây kết thúc cô sẽ lại về quê nhà và không còn can thiệp tới iosi nữa lucifer thì không thích như vậy mà muốn cô cứ sống ở đây nếu cô muốn con người với thần thành sống chung sẽ là một nơi tuyệt vời chẳng phải vậy sao iosi tìm đến nên lucifer cũng chào một câu rồi về iosi trách athena vì không gọi cho cậu sớm hơn khi gặp một kẻ nguy hiểm như vậy cô định gọi nhưng lucifer chỉ muốn sống an nhàn có điều iosi không tin điều đó nên lúc ra về thì cả hai không dám đổi mặt với người còn lại sau đó thì ai nấy cùng về nốt mana và artemis sẽ quay lại lấy bức thư và từ bỏ việc tìm lại bố mẹ venus và cục trưởng thì rú nhau đi uống thêm iukari và chloe thì ai về nhà nấy mỗi tamaki olga và nemesis ở lại tamaki và athena thì rủ nhau đi tắm nemesis thì rủ cô em gái đi xem phim kinh dị hai cậu trai thì lên phòng tâm sự ioc có đề cập đến vụ của lucifer cậu ta trách ioc khi để lung lay lòng tin với athena cậu ta cho rằng không phải ác thần nào đến thế giới này cũng là có ý xấu đừng chỉ vì sức mạnh của họ to lớn mà gán cho họ cho họ là nguy hiểm tamaki và athena cũng đang tâm sự trong kia và athena cũng tự thấy có lỗi vì đã kéo tất cả vào rắc rối từ chính thế giới của cô nên cô dự định sẽ về lại thế giới cũ nếu cuộc chiến kết thúc tamaki không muốn cô nói mấy chuyện cô đơn này nên tâm sự về mấy chuyện trước đây onga đã chốt một câu cuối cho ioshi hiểu rằng không ai cấm người và thần không được sống chung khiến cậu nhận ra bản thân đã sai nên chạy đi xin lỗi nhưng Olga nhận thấy giờ chưa được nên đi cản lại có điều là đã quá muộn khi hai cô gái vừa tắm ra thì lại đụng trúng IOC. IOC bị bắt quỳ xuống xin lỗi nhưng người cậu cần xin lỗi là Athena chứ không phải Tamaki. Cậu đã đi xin lỗi Athena và cô vẫn giữ lòng tin ở cậu. Athena xúc động và đồng ý bỏ qua. Trong lúc đó, Nemesis và cục trưởng đã đi tìm một người tên là As, người này từng là cấp trên của cục trưởng nhưng nhờ có vẻ như đã mất trí nhớ. Một thời gian sau, As bị đưa đến một cơ sở ở nam cực và nơi này đột nhiên bị nhiều loại quái vật hệ băng tấn công nhóm ioc lúc này đang lo mấy chuyện linh tình thì jano cho gọi cậu đến văn phòng ở đó thì cậu nhận được đơn từ chức của cục trưởng hay đúng hơn giờ là veronica jano đã kể cậu biết mọi chuyện trước đây rằng as đã từng là cấp trên của veronica nhưng lại bị một con quái vật chiếm giữ nên mất ý thức để rồi bị nhiễm bệnh trụ sở đã che giấu và điều trị as bên dưới bệnh viện và giờ thì đã đưa đến phòng thí nghiệm để xem xét đột nhiên con quái vật từng chiếm giữ as đã phá xích thoát ra và tấn công lại cơ sở thí nghiệm đó cho nên chuyện của veronica được giao lại cho ioc xử lý lúc lên đường Iukari và Athena có thắc mắc vì IOC trông có vẻ giàu dĩ, ai cũng đoán ra là cậu lo cho Veronica. Cô lúc này đang cùng Nemesis tiến đến cơ sở nghiên cứu để chiến đấu với quái vật. Cô đến căn cứ của quân lính gần đó và xem qua camera thì As vẫn còn nằm trên sân đáp còn con quái đang leo lên dần dần và không ngần ngại đập hết mọi thứ cản đường. Máy bay của bên EOC cũng hết bay được nên Iukari đã phải vừa bay vừa mang theo kén thoát hiểm chứ EOC và Athena bên trong. Vì là sinh vật máu lạnh nên Quezi nhanh chóng buồn ngủ trước thời tiết này iukari cố tìm cách giữ nó tỉnh táo nhưng bản năng quá mạnh khiến cả đám đều rơi ba cô gái lúc này thấy ioc khá nguy nhưng chẳng thể đi vì cần người ở lại bảo vệ thành phố veronica thì đã chạm mặt con quái và giữ nó yên tại vị trí này nhóm ioc cũng tìm đến căn cứ kia nên đã để queji và iukari ở lại còn cả hai đuổi theo veronica mấy tên lính ở đây không cho cả hai cơ hội đó nên lái đờ zone tấn công athena vì giúp ioc mà bị rơi vào bên trong nên cả hai đã hợp thể để tránh thương tổn cả hai mò mẫm một lúc thì có một lối vào bí mật ở đây cả hai biết được việc as năm xưa đã làm là bạo phát với con quái này nên mới khiến anh ta bị mất lý trí còn con quái thì điên cuồng như vậy que thì đã tỉnh và được nhồi cho cả tấn thức ăn cả hai nhanh chóng chạy đi giúp đỡ iosi cả hai cũng rơi xuống dưới và nhanh chóng kéo iosi cùng athena bay lên trên cậu giao cho iakuri đi tìm tấm thẻ năng lực của as còn cậu sẽ đi ngăn veronica cô lúc này bị dồn đến đường cùng nên đã dồn hết chiều thức nhưng iosi đã đứng ra chắn vì chính as là người đã khiến con quái phát điên khi cố hợp nhất với nó cậu đưa cho cô xem đoạn băng và cả tháp cũng đã bắt đầu sụp đổ con quái đã gục veronica muốn dứt điểm nhưng khi nhìn vào mắt nó cô đã nhận ra chính nó mới là nạn nhân nên đã dừng tay iukari cũng đã tìm được một cái thẻ về và trả lại một phần ký ức cho con quái tên đã cố gài bẫy ioc thì bị bắt vì vi phạm luật bảo vệ sinh vật của thế giới khác cả nhóm sau đó đã lên đường trở về Zaon ja cũng muốn Veronica trở lại chiếc ghế cục trưởng, nhưng cô cho rằng bản thân không đủ tư cách vì đã suýt giết một sinh vật vô tội nhưng ai nấy đều tự thú một cái tội mà bản thân đã giấu để san sẻ trách nhiệm với Veronica. Raon sau đó cũng trở về còn Veronica thì tiếp tục với công việc. cục trưởng định cảm ơn IOC thì ai nấy bắt đầu tự nhận hình phạt nên cục trưởng cũng nói rõ hình phạt của từng người. cả nhóm vài ngày sau đã tiếp tục tập luyện, ai nấy đều đã hợp tác ăn ý hơn. Iukari sẽ lo phần chìm mồi, Mana và Tamaki sẽ lùa quái đến đúng vị trí và việc kết liễu sẽ do IOC và Chloe. Onga vẫn chưa thể giúp gì nên cố tập phần thể lực để bù thấy ai nấy đều vui vẻ với việc tập trận giả khiến Olga càng thêm chạnh lòng. IOC đã có ý đến tìm cậu ta để chúc cậu ta sớm tìm được khế ước. Olga nghe vậy thì càng chạnh hơn nhưng vẫn không cố thể hiện ra mặt. Cậu ta đến nhà giam thì có gặp một cô tiếp tân mới là Miki. Cậu ta vào đây là để xin mấy con quái ở đây giúp cậu lập khế ước và thay đổi thế giới. Nhưng chỉ có một con đáp lại. Con này là Enlil và là một con quái được đích thân cục trưởng bắt về. Nó muốn được ra ngoài một ngày và đổi lại là khế ước cho Olga. Cậu ta không bị lừa nên nó đã tiết lộ việc bản thân mạnh cũng ngang ngửa Lucifer vừa nhắc thần chết thì thần chết đến lucifer đã đi thẳng vào nhà giam cục trưởng và jano vẫn chưa hay biết gì đột nhiên bảo vệ gọi đến cho biết là có kẻ tự xưng là lucifer đến tìm và muốn gặp người có quyền hành cao nhất chế độ khẩn cấp được kích hoạt nhưng lucifer cho biết hắn đến với thiện trí và muốn gia nhập vào đây và lập khế ước với ai đó onga nhận luôn nhưng jano từ chối vì muốn tìm hiểu lucifer nhiều hơn hắn cũng không làm khó mà chỉ để mắt tới onga và ra về onga đến tim jano để chất vấn nhưng anh ta không hề phản đối chỉ là thời gian này anh muốn cậu ta cứ đề phòng Lucifer trước, vẫn còn cay cú nên Olga chạy vào phòng mô phỏng để tập chiến đấu. Dù là đánh với con cấp thấp mà cậu ta vẫn đánh không lại, Miki đã tự ý xem ngang và tắt cậu ta một phát cho tỉnh ngộ. Cô muốn nghe chuyện thì được biết là từ Lucifer. Cậu muốn kiếm thêm thông tin về Lucifer nên tốt nhất là hỏi ai đó biết Lucifer từ trước và Enlil là kẻ mà Olga tìm đến. Nó từ chối trả lời vì nó chẳng nhận được gì. Cậu hứa sẽ cho nó ra ngoài một ngày và cảnh báo ngay lập tức phát lên. Enlil đã nhập vào Olga rồi bỏ trốn. Cả nhóm cũng vừa lúc đó nghe chuyện và thực sự nghi ngờ Olga chính là người thả quái vì gần đây cậu ta có vẻ thiếu kiên nhẫn. Cả nhóm sau đó đã tìm được Enliu, cả nhóm sắp xếp đội hình như lúc tập, nhưng Enliu chỉ muốn trả thù cục trưởng nên điên cuồng tấn công để ép cục trưởng phải ra mặt. Nhưng vì đã học thuộc bài nên cả nhóm đã chia người và thực hiện y đúc lúc tập trận. Cả nhóm thành công đánh bại Enliu và giải thoát cho Olga, cậu ta tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã không còn dùng được năng lực của Logic nữa. Trên cơ thể cũng xuất hiện dấu vết của ô nhiễm. Cả nhóm lúc này đang cố bảo vệ cho Olga và cho rằng không có bằng chứng cho thấy chính Olga đã làm việc đó. Với cả Olga tạm thời sẽ không ở trong đội nào vì tỷ năng lực sử dụng của cậu ta đã bị khóa và họ buộc phải tìm được thẻ năng lực về. Tiếc nay khi thứ đó đã bị Lucifer lấy mất. Cả nhóm không biết nên vẫn cố đi tìm giúp Olga. Họ đều thông cảm cho tình cảnh của Olga vì cậu ta đã quá bí bách. Olga khi tỉnh lại thì một lần nữa được Mickey ở cạnh chăm sóc. Cô vẫn tin tưởng Olga rằng cậu không phải là người đã thả Enlil ra cậu cho biết bản thân đã đắn đo một lúc thì đột nhiên cửa tự mở và cậu đã chẳng thể làm gì. Miki muốn báo cáo lại chuyện này vì họ đã có dự định đuổi Olga, có điều cậu vẫn cho rằng bản thân đáng bị như vậy. Vậy nhưng tất cả chỉ là kịch khi Miki là tay sai của Lucifer và ngay lúc Olga đang bất ổn tâm lý thì Lucifer tiến vào, hắn trả lại thẻ năng lượng cho Olga và dẫn dụ cậu về phe. Sáng hôm sau, ai nấy đều nghe tin Olga đã mất tích. Tệ hơn là cậu ta còn mang máy hỗ trợ năng lực. Cục trưởng đã cho người dò vị trí của máy hỗ trợ năng lực mà Onga mang theo nhưng không dò ra được vì có thể nó đã bị phá hủy. Quezi bật cười vì nó là người duy nhất biết được gì đó trong vụ này. Lucifer lúc này thì đã dẫn Onga đến một nhà thờ nơi nhưng con chiên của chính hắn đang cầu nguyện để được hắn hợp thể. Onga muốn biết lý do hắn giữ thẻ sức mạnh của cậu ta. Lucifer thấy thương cảm cho Onga vì cậu giống hắn trước đây. Hắn cũng từng bại trận trước cuộc chiến của các vị thần và bị trục xuất. Một kẻ đã bị gắn cái danh kẻ ác thì sẽ khó có thể thoát ra cuộc sống sẽ bị đối xử bất công và không ai công nhận sự tồn tại dù có là thiên tài thì cũng bị đối xử không khác gì hắn cho olga thấy những con người dưới kia đang khao khát có được sức mạnh như thế nào vì hắn và hắn sẽ ban cho họ thứ sức mạnh tốt nhất iukari lúc này thì đã bay trên trời để tìm như chỉ dẫn của queji và phát hiện được nơi trú ẩn của lucifer cũng như việc olga đang thực sự ở cùng hắn nhưng có điều rằng người ở tổ chức phát hiện ra người đã mở lồng chính là miki họ đều không biết mục đích thật của lucifer là gì nên muốn tìm cách lén đưa olga về bởi việc gây chiến với lucifer lúc này là một việc làm không hề khôn ngoan cả nhóm sau đó muốn biết lý do queji tìm ra được vị trí của lucifer thì nó bảo là do bản năng nhưng ai nấy đều không tin nên nó đã thú nhận rằng trước đây nó đã từng làm một ván cược với lucifer và thua kèo nên khi bị lucifer đẩy qua đây bằng cánh cổng hắn cũng đã lừa nhiều quái vật sang đây chung mục đích của lucifer là gì thì nó cũng không rõ nên chloe đặt nó lên bếp để ép nó khai thêm nhưng đấy là toàn bộ thứ nó biết ai nấy giờ đây có thể hiểu được lũ quái vật đến thế giới này đều là do lucifer đưa đến do đó olga lúc này có thể cũng đã bị lucifer lừa gạt và thao túng lucifer lúc này đã chia sẻ mong muốn tạo ra thế giới cho người và thần cùng chung sống hắn đã thành công chiếm được sự tin tưởng từ olga hắn sau đó đã giới thiệu olga với mọi người và tuyên bố bản thân sẽ kết hợp với cậu ta olga hơi do dự nhưng giờ cậu ta đã không còn trở về cục an ninh nữa cậu ta cũng chẳng còn đường lui nên quyết định sẽ đi cùng lucifer những người dưới kia lại đều vui mừng vì sự có mặt của olga họ cho rằng cậu sẽ là thủ lĩnh từ thiên đường nhóm nữ thần lúc này tự hỏi là nếu Olga đang xem lucifer như cơ hội trời cho để được hợp nhất dù cậu ta hợp nhất với lucifer không phải là để bảo vệ thành phố thì cũng là để chứng tỏ bản thân ai nấy đều cảm thấy sự bất an và ngay lúc này thì Olga cùng lucifer đã chính thức hợp nhất tín hiệu hợp nhất của cả hai đã được bên cục an ninh dò ra họ sau đó ngỡ ngàng khi phát hiện lucifer đã hợp nhất với Olga Olga lúc này đang tuyên truyền thông tin sai lệch cho người dân và đổ lỗi cho bên cục an ninh là kẻ xấu Tổ chức buộc phải phái người đi tóm Lucifer nhưng IOC đã xin được ra nói chuyện nhằm cố đưa Olga trở về. Athena cũng phải đi theo nhưng cô chỉ được nấp gần đó và chỉ can thiệp nếu mọi việc đi quá tầm kiểm soát. Lúc đến nơi, IOC đã cho Olga biết là cậu ta đã được giải oan nên hãy trở về với mọi người, nhưng Olga không cần trở về nữa mà muốn đấu với IOC một trận. IOC thì không muốn đấu nên Olga cũng chẳng thèm đàm phán mà tấn công luôn IOC buộc Athena đã phải chạy ra và yêu cầu IOC biến hình để vừa đánh vừa thuyết phục. Cả hai sau đó đã cố chống đỡ lại những đòn tấn công của Onga và vẫn cố thông não cho cậu ta tỉnh ngộ. Onga chẳng thèm nghe mà cứ thế tấn công, từ yếu cho đến mạnh đòn nào cậu ta cũng dùng. Còn Mana lúc này đã giúp cục an ninh phát hiện nhưng con chiên của Lucifer đều đang được hoán đổi thể sức mạnh của mình. Mục đích của Lucifer là giúp thần có một chỗ đứng ở thế giới này còn con người thì có được sức mạnh lý tưởng mà họ mong muốn. Hắn xem đây là đôi bên cùng có lợi và là thế giới lý tưởng mà hắn mong muốn. Onga cho biết đây cũng là con đường mà cậu ta lựa chọn. Cả hai đã trò chuyện về lý tưởng của bản thân và Olga quyết định tin theo Lucifer rằng hắn sẽ tạo ra một thế giới nơi mà con chiên của Lucifer có thể được sống hạnh phúc. Iosi cố nhắc cậu ta rằng cậu ta đã bị Lucifer tẩy não, nhưng cậu ta không thèm nghe mà còn đánh gục cả Iosi. Iosi biết là bản thân không thể dùng lời nên sẽ dùng sức mạnh để đưa Olga về, nhưng cậu vừa ném khiên thì đã bị Olga dùng hố đen hút mất và bắn trả lại một chiêu. Ba cô gái và cục trưởng sau đó cũng đến trợ giúp, nhưng Olga đã né được hết và bắt đầu tung hoàng loạt chiêu để đáp trả lại cậu ta liên tục ném ra cả chục ngôi sao để đuổi theo từng người một chiêu của cục trưởng thì bị cậu ta dùng hố đen hút mất và cứ thế từng người dính đòn và phải rút về sau ioc để cậu chặn đòn thay nhưng onga đã tung ra nhiều ngôi sao hơn khiến ioc cũng không chặn nổi onga vẫn không có ý định đừng và khiến cả nhóm bị đánh gục hắn sau đó đã tiến đến nhà giam để thả nốt đám quái Zano đến khuyên ngăn cũng bị cậu ta tấn công và cậu ta cũng tiện thể tấn công luôn vào những nhà giam để thả lũ quái ra. Lúc trở về nhà thờ, Olga và Lucifer đã gặp lại các con chiên và cho họ xem những người đầu tiên được chọn để hợp nhất, đồng thời chiêu mộ thêm những người tình nguyện để làm vật hợp thể với quái. Vùng ô nhiễm của Lucifer nhanh chóng được tạo ra và quái vật thì cũng xuất hiện đồng loạt, tổ chức không thể gọi được về trụ sở chính do vùng ô nhiễm đã chặn hết sóng truyền tin. Người dân nhanh chóng phải được di tản còn Jano cũng đã chuyển đến đây và cho biết từ giờ anh ta sẽ tiếp quản quyền chỉ huy ở đây. Các chi nhánh khác cũng đang bận bịu nên xem ra là họ phải tự lực cánh sinh những người có thể chiến đấu đã được cho ra trận và nhiệm vụ của họ là phải đóng hết những cánh cổng không gian ở trên thành phố tất cả sau đó đã hợp nhất và tìm đến từng nơi khác nhau ioc đã tìm đến olga veronica muốn cậu hãy cố câu giờ để cô giải quyết nốt ân oán với enlil bên này ioc sau đó đã bắt đầu lao lên giao chiến trực diện với olga thay vì đứng chờ olga ra tay trước iukari thì đi tóm con quái cấp thấp ở trưởng mẫu giáo kia cô đã sớm phát hiện được nó và nhanh chóng lao xuống tấn công vì là cấp thấp nên nó chỉ có thể bỏ chạy mana thì đối phó với con chó địa ngục lúc đầu chloe thì chạm chán với con quái dối lần trước còn tamaki thì chật vật nhất khi phải chiến đấu với con quái bắn tên lửa mà ioshi đã cùng họ đối phó lúc mới gặp nhau ở tổ chức lúc này thì vài người tỏ ra bất an khi tách từng người ra chiến đấu trong khi trước đây họ phải hợp lực thì mới diệt được từng con trong số đó chỉ duy nhất con quỷ cấp một kia thì lại được yukari một người chưa có kinh nghiệm chiến đấu đối phó nhưng chỉ huy muốn tất cả hãy tin tưởng vào những chiến binh jano cũng chẳng còn cách nào ngoài đặt lòng tin ở cách chiến binh của họ Iukari lúc này thì đã tìm được con quái cấp một kia, Mana thì đã dần quen với nhịp di chuyển và tấn công của con quái mà cô đang đối phó. Con quái dối thì đã tung dây để bắt trói Chloe nhưng cô vẫn thoát ra được. Còn Tamaki thì phải tìm cách tấn công thay vì cứ mãi dùng phép hồi phục, họ sau đó đã chứng minh được thành quả tập luyện khi lần lượt tung ra chiêu mạnh nhất. Veronica thì dụ được Enlil vào bẫy mìn mà cô đặt ra. Mana thì chạy ra được đủ tầm và thực hiện cú bắn đầy uy lực. Chloe thì hóa to thanh kiếm và lao đến tung ra một nhát nhắm vào con quái dối tamaki cũng chuyển sang dùng roi và tung nốt đòn dứt điểm iukari thì chỉ nhẹ nhàng đọc chiêu và phần còn lại thì queji tự lo hết giờ chỉ còn mỗi kẻ mạnh nhất là lucifer có điều trước mắt thì chỉ mỗi veronica đến trợ giúp được cho cho iosi vì mấy người kia đều đã cạn năng lượng nhưng iosi thấy chỉ cần cả hai là đủ iosi đã dùng đến năng lực mới là khiên hấp thụ nó cho phép cậu hấp thụ mọi đòn tấn công nhưng cái giá là năng lượng tiêu tốn rất nhiều cậu đứng ra chặn đòn còn veronica thì lo việc tấn công nhưng cây trượng bên kia cũng có trò hút đòn tấn công khiến Veronica hơi bó tay. Nhưng Iosi nhận thấy Onga không thể cả tấn công và phòng thủ cùng lúc nên cậu định dụ Onga tấn công và để cô đáp trả trong lúc đó. Cậu sau đó đã đổi lại khiên thông thường và lao lên ném khiên và Onga. Ngay lúc Onga tấn công thì Veronica đã tung đòn. Nhưng cậu ta đã có tính toán từ trước khi gọi ra thêm một gậy nữa. Và thế là giờ có thể công thủ toàn diện. Onga sau đó đã tung một lúc hai đòn tấn công, IOC đã cạn năng lượng và bị ép trở về dạng người nên Veronica đã lấy thân mình che chắn cho cậu và Athena để rồi bất tỉnh. Olga cho biết ngay từ đầu thì đây đã chẳng phải là một trận chiến. Con đường IOC chọn sẽ chỉ có thất bại. Olga đã rời đi và để cho IOC có thời gian suy nghĩ và đến tái đấu. Các chi nhánh khác lúc này đều đã thất thủ và họ giờ đây chính là chốt chặn cuối cùng của Lucifer. Nhóm IOC sau đó đã trở về căn cứ và cậu thấy bản thân không đủ mạnh để đánh bại Olga. Cậu sau đó đã cùng Athena đến gặp bố và em gái cậu vẫn quyết định giữ lời hứa với em gái là sẽ không thua bất kỳ ai. Cậu sẽ đánh bại trùng cuối và chứng minh bản thân mới là nhân vật chính. Cậu sau đó đã có việc muốn bàn với Athena. Veronica lúc này cũng đã tỉnh lại, tuy vẫn đang bị thương nhưng giờ họ vẫn phải làm gì đó chứ chẳng thể ở đây mãi được. EOC và Athena sau đó đã tìm đến Zano để xin được cho phép và rồi tự mình quay lại chiến trường. Các cô gái sau đó đã tìm đến để hỏi lý do Zano để EOC ra trận dù cậu đánh không lại Lucifer. Nhưng anh ta cho biết là EOC đã chọn phương án đó. Đúng vậy. Cả hai đã chọn sử dụng bộc phát như là biện pháp cuối cùng. Các cô gái lúc này mới nghe được và vẫn chưa hiểu chuyện gì thì IOC đã đến nơi và xin phép để được kích hoạt. Geno cho phép vì đây là con đường mà cả hai đã chọn. IOC thay đổi bộ giáp và giờ còn có thêm cây thương đi kèm. Lucifer thấy cả hai đã dùng đến nước này thì cũng muốn Onga cẩn thận vì cả hai có thể cũng sẽ phải dùng đến biện pháp này. Onga sau đó đã lấy hai cây gậy ra và tung chiêu xem thử thì bị IOC triệu hồi ra nhiều cái khiên để hút sạch đòn. IOC sau đó đã cầm thương và lao đến chọt một cái đã khiến Onga bay xa cả chục mét. Onga đã bật cười vì sức mạnh của cả hai giờ đây thật sự rất lớn. Thế là cậu ta cùng Lucifer cũng quyết định tất tay cho trận này. Lucifer và Onga sau đó cũng đã kích hoạt luôn bộc phát để đánh một trận quyết định. Vùng ô nhiễm càng bị kéo ra rộng hơn và lan đến cả căn cứ khiến mọi người bên trong đều bị ảnh hưởng. Venus muốn tất cả ra khỏi căn cứ nhưng ai cũng muốn ở lại theo dõi kết quả trận chiến sẽ ra sao. IOC cũng nhờ Athena bảo vệ mọi người và rồi tự mở rộng vùng sức mạnh của chính cậu ra. Nó vô hiệu được vùng của Lucifer và giúp mọi người tạm thời được an toàn. Hai bên đã hỏi nhau về nơi được gọi là thiên đường phải ra sao. Đối với Lucifer và Olga thì đó là nơi có thể sống bình đẳng và không có ai là hơn ai. Nhưng với Athena và Iosi thì đó là nơi mà người ta có thể vui vẻ sống cạnh những người họ yêu quý. Cả hai lao vào cho đỡ lằng nhằng và dạo đầu chỉ là màn đọ kiếm thuật. Olga vừa đẩy lùi được Iosi thì cậu đã ném chiếc khiên rồi đâm thêm một đòn buộc Olga phải là người lùi lại. Nhưng chiếc khiên đã trở lại và giúp Iosi phản ứng kịp để rồi sút Olga ra đến rìa ngọn tháp. Nhưng khi IOC vừa dồn được Onga đến rìa thì Onga vẫn mạnh miệng cho rằng khả năng chiến thắng của IOC vẫn gần như không thể và đây sẽ là kết thúc cho cả cậu và Athena. Onga đã tạo ra một hố đen và nhốt IOC lại bên trong. Hố đen đã phát nổ và sau đó chỉ còn thấy IOC nằm gục. Các cô gái không muốn ngồi yên nên đã chạy đi làm gì đó, Zano cũng chẳng thể cản vì thua trận này là tương lai cũng đi luôn. IOC vẫn tiếp tục đứng dậy thì Onga gọi đến một mớ thiên thạch buộc cậu phải tạo khiên chống đỡ. Các cô gái sau đó cũng chạy đến chắn trước mặt IOC. Olga không muốn hại họ vì đây là cuộc chiến giữa cậu ta là yoshi nhưng lucifer bảo éo và chiếm quyền điều khiển veronica lại đứng ra chắn đạn nhưng olga đã giành lại và không cho lucifer giành lấy lần nữa hắn giờ mới lộ ra mặt thật là muốn thống trị thế giới chứ không phải biến nó thành thiên đường hắn mặc kệ cái gọi là san sẻ năng lượng vì thứ hắn cho đi thì có thể lấy lại olga đã vứt đi cây gậy và quyết định là sẽ tự chiến đấu bằng sức mạnh của chính bản thân cậu ta sau đó đã lao vào đánh tay đôi với yoshi Olga đã lao đến tung một cước đẩy văng IOC rồi lao đến giáng xuống một đấm khiến cả ngọn tháp rung chuyển nhưng IOC đã lao đến đấm trả một cú rõ đau vào Olga việc giảm độ tin tưởng giữa Olga và Lucifer khiến cậu ta càng yếu đi và trả lợi thế về cho IOC nhưng cậu muốn cứu tất cả kể cả Olga vì lý tưởng tham lam của mình Olga là người đầu tiên đến giới hạn và sắp bị tách ra IOC sau đó đã dùng sức mạnh để bao bọc Olga lại để giúp cậu ta không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của bộc phát thế nhưng ngay sau đó thì IOC cũng dần kiệt sức và đến giới hạn những tấm thẻ năng lượng của cậu một lần nữa bay đi và các cô gái dù cố làm gì vẫn chẳng thể níu giữ được một tuần sau athena đã tỉnh lại cả nhóm đã đi thu thập hết phần lớn thẻ nhưng vẫn còn thiếu duy nhất một cái cuối olga chính là người cho họ ý tưởng đó và cậu ta giờ phải mang theo ba quả bom mà veronica cài vào nếu có ý định tạo phản là banh xác ngay lucifer thì đã bị nhốt nhưng khi olga đến trò chuyện thì cậu muốn hắn cũng thay đổi nhưng là con quỷ của sự kiêu ngạo thì lucifer sẽ chẳng nghe theo bất kỳ ai olga đã giữ lại một thẻ sức mạnh của lucifer đây là tấm thẻ về thế giới lý tưởng mà lucifer đã từng mong muốn tạo ra olga sẽ giữ để nhắc nhở bản thân không được để bị cám dỗ một lần nào nữa đồng thời cậu ta cũng sẽ cố gắng để tạo ra thế giới như lý tưởng mà lucifer đã từng mong muốn sau đó thì lucifer cũng hoàn toàn biến mất athena thì đã gặp lại iosi nhưng thẻ duy nhất bị thiếu lại chứa ký ức của iosi nên giờ cậu chẳng nhớ athena là ai athena thì bị mất đi cảm xúc của cô dành cho iosi nhưng cô trước đó đã hứa với iosi là sẽ lại đi tìm giúp cậu để có thể yêu cầu cậu một việc như trong lời hứa trận chiến giữa hai thế giới cũng đã đến hồi kết ai cũng nghĩ là những nữ thần sẽ trở về nhưng họ đều chọn ở lại đây vì nơi này rất có ý nghĩa với họ cả nhóm sau đó đã đi ngao du khắp nơi để tìm lại thẻ trí nhớ cho Yoshi cậu thì được đưa vào để đào tạo lại từ đầu nhưng cứ hở ra là lại bỏ trốn khiến onga rất đau đầu athena nghe tin thì đã về lại ngọn đồi ngày trước và tìm thấy ioshi cậu cũng muốn đi tìm thẻ giúp mọi người và cậu đã tìm thấy cái của athena cảm xúc quay trở lại với cô và cô hứa sẽ giúp ioshi tìm ra cái của cậu sớm thôi và phim đến đây cũng là kết thúc